sàn của mình không vậy? Trái rất là bự. Cây sào lớn như này, trái rất là nhiều. Quá là trời trái luôn. Đó là cây sào của mình. Mình xin chào các bạn nha. Thì hôm nay mình đang quay chiếc RB 150 2020 của mình. Thì sau 3 tháng và hơn 2000 cây số mình trải nghiệm, thì mình cũng đưa ra những cái cảm nhận và cái đánh giá về chiếc RB này. Thì mình đi được hình như 2000 mốc, mình mở lên coi được 2242 km rồi. Thì sau 3 tháng thì mình có cái cảm nhận, thì sau 3 tháng thì mình cũng đủ để cảm nhận để mình gió chiếc RV này. Thì mình sẽ đưa ra những cái ưu và nhược điểm để các bạn có xuống tiền để mua chiếc RB này không. Thì đầu tiên mình sẽ đưa ra những cái ưu điểm của chiếc RB này. Thì cái chiếc RB này mình mua cũng được đúng cái ngày mà cái ngày ra mắt của chiếc RB này luôn á. Ngày mà gì là lấy á, ngày 21 tháng đúng bữa nay là đúng gần được 3 tháng này. 21 tháng 12 đó. Đúng rồi, ngày 21 tháng 12 đó. Thì mình sẽ đưa ra những cái ưu và cái nhược điểm của chiếc RB này. Đầu tiên là những cái ưu điểm này. Ưu điểm là chiếc xe này chạy cái động cơ này. Mình nghĩ cái động cơ nó rất là mạnh, chạy rất là êm. Cái động cơ ASB này chạy rất là mạnh, phân khấu 150 chạy rất mạnh, êm, nó không có hú. Mình cảm nhận là không hú luôn á, đi nó rất là êm. Thì sau 3 tháng mà 2000 móc tay đó, thì cái đó là cái ưu điểm đầu tiên. Mình nghĩ đó là cái động cơ chạy rất là ok, chạy rất là mạnh. 125 thì mình chạy mình cũng thấy nó không có giật, không có ái bằng chiếc 150 này. Tốc độ thì mình chưa có biết, cái ngoại hình mình nghĩ cái ngoại hình nó cũng rất là đẹp, đó là một cái ưu điểm của nó. Ngoại hình này chiếc RB thì xe đây thì già trẻ đủ, ví dụ thanh niên nữ gì đi cũng rất là ok, nó kiểu dáng rất là ok. Mình nghĩ cái đầu xe cũng rất là đẹp này. Thì tùy theo mát của mỗi người, nhưng mà mình nghĩ chiếc RB này là mình nghĩ rất là đẹp, cảm thấy rất là đẹp theo ý kiến của mình. Đó là cái yếu tố, là cái thứ hai. Cái thứ ba là cái nó rất có nhiều công nghệ này, công nghệ đầy đủ, mạch đồng hồ thì có mạch đồng hồ ACD này, có ổ khóa chìa khóa thông minh này, cốp xe thì có cổng sọt, có đèn cốp đầy đủ. Nói chung là nó là những ưu điểm của nó, có nhiều công nghệ, phanh ABS, đó là nhiều công nghệ. Một cái nữa là mình nghĩ là nó có đó, nó nhiều công nghệ đó, đó là phanh ABS này. Mình nghĩ phanh ABS cái đây là mình đánh giá rất là cô đó. Đi những cái đường mà trơn trượt và ví dụ tốc độ cô, mình phanh cái phanh ABS thì rất là an toàn.
đánh gió rất là gù. Mình có một bè tét kia phanh ở bãi kia đó, nó cũng thấy cái phanh đấy là mình đánh gió rất là lớn, rất là cô chiếc ở bên này. Rồi một cái ưu điểm của nữa đó là nó giòn cuộn này, giòn nhúng này, nhúng trước này, nhúng sau này, đó đi rất là đỏ, đi những cái u gò đi mà mình cảm thấy nó rất là êm, không có chuyện gì. Nó có dòng phục này, dòng phục trước thì sau, dòng sau cũng vậy đó, dòng phục mình đánh gió còn dòng phục nó rất là ok. Tiếp theo gọt cái ưu điểm của nó nữa đó là cái cốt. Mình nghĩ cái cốt OB là tuyệt vời rồi, quá tuyệt vời. Để một ô mưa rồi giấy tàu quá trời như thế này, mình nóng nguy hiểm, nóng nguy hiểm nữa, nửa đầu đồ dụng cụ đây mình có thể đem xuống dưới quăng được luôn này. Đó cái cốt khá là rộng, có đèn cốt, có cổng sọt đây luôn. Đó là cái ưu điểm từ nãy mình đánh giá được mấy cái ưu điểm. Là thứ nhất là xe cái động cơ này, thứ hai là nhiều công nghệ này, thứ ba là kiểu gió này, thứ tư là phanh airbag, cái thứ năm là dòng cuộn, cái thứ sáu là cốp nó rộng. Cái nữa mình nghĩ là đó là cái đèn này, cái thứ bả này là cái đèn này, đèn xe nó mình cũng nhận nó rất là ok, sáng rất là sáng, nhất là cái đèn đầm mi này, đi vào ban đêm rất là đẹp. Đèn mi này, đèn rất là sáng, đèn đầu mi mà đi vào con đêm nó rất quá đẹp. Rồi tiếp theo một cái ưu điểm của nó nữa, đó là cái đồng hồ. Đồng hồ hiển thị đầy đủ thông tin, đồng hồ hoặc đồng hồ. Đồng hồ quá là đẹp. Nói chung là không đẹp bằng chiếc cái khóp, nhưng mà mình bố trí thì rất là dễ quan sát, đầy đủ thông tin. Cái đây là cái đèn qua đèn coi cốt, cái đây phanh ABS, cái đây cái chìa khóa, nước mát đầy đủ. Rồi thông tin đầy đủ. Cái đây là cái km trên lít này mình chạy để cho nó khỏi, mình biết là km mình đang chạy cho nó tối ưu cho nó tốc này, lên 60 tốn 10 là sẽ rất là lợi xăng. Km tổng km là 2.242 cây. Cái đây km mình chạy bình xăng giờ. Cái đây là cái chip B. Làm mình chạy quãng đường là 24 cây á. Nên mình chạy là mình đong cái chip đó mình đong chạy là 55 cây trên 1 lít này. Hồi sớm á. Đồng hồ là mình thấy rất là ok. Đó là những cái ưu điểm của chiếc RV này. Bây giờ mình sẽ đưa ra những cái nhược điểm này. Những ưu điểm của chiếc RV này. Đầu tiên là cái nắp bình xăng này. Mình nghĩ cái nắp bình xăng là cái nhược điểm. Nắp bình xăng này nó lãng, rất là lãng lẽo, đáng mỗi lần đáng rất là cực. Rồi cái thứ mình hôm qua đáng là nó rất là cực. Cái nữa là mình đáng rồi mình đi mà tốc độ khó cô, nó có thể nghe có tiếng động nó kêu á. Đáng mà đáng kỹ là nó sẽ kêu này. Đó là cái nhược điểm mình nghĩ là nó rất là tiện của chiếc OB này. Đó rồi cái nhược điểm đi kèm của cái nắp bình xăng này, đó là cái giòn nhựa phụ, giòn nhựa đen này rất là dỗm, nhựa dỗm quá dỗm. Đó, cái giòn nhựa đen này
mình nghĩ nó giống trên đây được nè, thì cái đào đây mình cũng thấy là nhựa được nè, mà từ khi xuống cái khúc từ khúc đây xuống là cái nhựa nó rất là tệ, và nhựa phụ này rất là tệ, và nhựa chính thì mình không đánh giá, nói chung là cũng được, nói chung là chấm không có là ưu điểm cũng không có là nhược điểm. Mình nghĩ cái dần điều đang là cái nhược điểm rất là lớn. À đây này, nó rất lặng lẽo. Là một cái nhược điểm nữa mình nghĩ đó là mình chạ mà tốc độ chậm á. Chậm á. Chạ nó rất là êm mạnh nhưng mà chậm thì nó hơi rung rung rè rè. Mình nghĩ là do cái lốc, không phải là nó yếu, mà mình nghĩ là do cái tốc độ 150 nên mình chạy mà tốc độ chậm thì nó cảm nhận nó không có được, nó giật giật, nó rè rè rè, cảm nhận nó trong cái lốc má này. Mình nghĩ là do cái xe thay thiết kế mà chạy chậm quá thì xe không tốt, thì xe nó cũng vậy, mình nghĩ là chạy chậm xe không tốt, chạy tốc độ thấp nó rất nó rồi hơi rè rè. Rồi cái dọn đào này nó hơi rè rè này, mình nghĩ cái nhược điểm nó dọn đào hơi rè rè nữa này. Đó. Ừ, mình nghĩ một cái nhược điểm nữa đó là cái lốp này. Lốp mình nghĩ nó cũng rất là dễ ăn đinh này, gặp lốp trước lốp sau này, mình nghĩ cái lốp đây mình không có đánh giá là nó tệ, nhưng mà mình nghĩ lốp đây nó cũng rất là dễ ăn đinh, đi rất là dễ ăn đinh, thì mình trả được bao thắng rồi thì chưa có bị. Nhưng mà mình nghĩ cái lốp đây á, thế mà cái lốp của kiểu mấy cái kiểu loại đây nó rất là dễ ăn đinh. Nó trước đó này, rồi một cái nhược điểm cuối cùng nữa mình nghĩ là cái chân trống, mình đó cái chân trống nó không có được chắc chắn, chân trống nó không được chắc chắn, nó mình đó mỗi lần đó cái tiếng kêu rất là khó chịu đó. Thì đó là những cái nhược điểm và những cái ưu điểm mình đã đưa ra. Thì mình nghĩ với giá mà 50 mấy triệu, thì mình nghĩ theo mình cảm nhận đến giá thì 50 mấy triệu thì cái giá này chấp nhận được, bỏ ra một xe mà 50 mấy triệu trả rất cũng rất là ok. Kiểu dáng thì nó hợp với tất cả mọi người. Kiểu dáng mình nghĩ rất là hợp tất cả mọi người, nam nữ rồi già trẻ thì thanh niên trả rất ok. Mình nghĩ 50 mấy triệu, mình nghĩ cái phiên bản 150 sẽ mua sẽ tốt hơn, thì có pha tay bảy thì động cơ 150 những trả mạnh hơn, được cậu hơn, mình nghĩ bỏ ra xứng đáng hơn. 125 thì hơn 10 mấy triệu mình nghĩ mua chiếc 150, thì cái phần xăng thì mình nghĩ nó không lợi xăng lắm, nhưng mà cũng không có cái tốn xăng lắm, mình nghĩ chạy mình cả 40 mấy 50 cây số, 50 nghĩ 50 là khá là ok. Thì ngoài lề mình sẽ nói cái phần ngoài lề này đó. Mình giới thiệu cái cây sạc của mình luôn. Trái rất là bự, cây sạc lớn như này, trái rất là nhiều, quá là trời trái luôn. Đó là cây sạc của mình, thì đó là những cảm nhận của mình, đánh giá về cái bên này. Thì sau 3 tháng thì các bạn cũng thấy mình đưa ra những cái ý kiến về cái nào mà nó không đúng và không hợp lý, thì mấy bạn có ý kiến gì thì hơn
thêm thì các bạn cứ comment cái video để anh em mình có những cái ý kiến nó tốt hơn. Thì video của mình đến đây đã cũng đã hết, thì hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.